Tôi thấy nhiều bạn nó cũng quan tâm đến mấy cái này và tôi thấy nó bị lố bịch ấy. Bản thân quốc ấn thì nó trong tam hợp của lộc tồn, thế còn một cái sao nữa là sao tướng quân cơ. Sao các bạn cứ quan tâm đến quốc ấn với tướng quân gặp triệt nó là thế nào nhỉ? Cái này nó rất là lố bịch. Bởi vì sao? Thứ nhất là ba cái thằng đấy nó luôn luôn nó ăn theo thiên can, bởi vì một thằng phong bác sĩ, một thằng thì là tam hợp của lộc tồn thì đều ăn theo thiên can, mà triệt thì nó cũng ăn theo thiên can, thì kiểu gì bọn nó cũng liên quan đến nhau. Cái thứ hai là sao lớn là chính tinh, cái cách cục thì các bạn không quan tâm mà các bạn cứ quan tâm đến mấy cái thằng sao vòng, sao nhỏ. Có thể là do cái tên của nó làm cho các bạn nghĩ là nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cái thế đứng của tinh bàn, thế đứng của lá số tử vi, nhưng thực ra không phải. Ấn nó cũng nhiều loại ấn mà tướng thì nó cũng nhiều loại tướng. Quốc ấn và tướng quân mà các bạn hay quan tâm hay gặp triệt thì tôi cũng không biết là thần chú của môn phái nào, của đồng chí nào, của đại tiên nào để lại mà sao các bạn cứ sử dụng cái đấy như một là phép thuật, là cứ gặp nó là các bạn phán và các bạn sợ ngay. Thì cái đấy thì tôi cũng không hiểu lý do tại sao bản thân quốc ấn và tướng quân gặp triệt luôn luôn bị ở trong 4 tuổi là Ất Mậu Tân Nhâm nhá. Thì tôi nói luôn thì nó là như thế. Vậy chẳng nhẽ trong lịch sử dân tộc từ xưa đến nay chẳng nhẽ không có một vĩ nhân nào thuộc dạng 4 tuổi Ất Mậu Tân Nhâm hay sao? Thì để nó phải hóa giải hay không hóa giải, đúng không? Hay ví dụ như là cái cách cục người ta nói là anh tinh nhập miếu ở trục tý ngọ tuổi quý là rất đẹp. Thế anh tinh nhập miếu ở trục tý ngọ tuổi quý thì kiểu gì phá quân cũng gặp triệt thì người ta cũng chả lo. Cho nên triệt hay không triệt, hay là quốc ấn gặp triệt hay tướng quân gặp triệt, nó không phải là vấn đề. Cái vấn đề là tổ hợp sao nó đi với nhau, nó có cái gặp cái triệt đấy thì nó tốt hay là nó xấu. Bởi vì tuần triệt thì nó cũng giống như là cái sự ngăn chặn mất mát. Nhưng mà ngăn chặn hay mất mát thì nếu mà nó đứng vào trong cái thế thế tuyệt vời thì là nó phải mang lại cái điều có ích, chứ nó không phải lúc nào nó cũng xấu, đúng không? Chúng ta đáp đê là để ngăn nước. Bản thân cái từ ngăn thông thường là các bạn thấy là nó mang một cái ý nghĩa nó không được tốt, nhưng mà lại nếu mà cái đấy thì lại làm cho cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Cho nên là tôi nghĩ là cái góc nhìn và cái quan điểm này các bạn nên xem lại. Tôi đã có một bài viết rất là dài nói về vấn đề này ở trên Facebook cá nhân. Nếu bạn có thời gian, bạn có thể tìm Facebook cá nhân của tôi để bạn đọc. Và quan điểm của tôi thì quốc ấn với cả các tướng quân gặp triệt không phải là vấn đề. Cái vấn đề nó nằm khác và nó phải nằm ở chính tinh, chứ nó không thể nằm phụ tinh được. Nhất là phụ tinh là còn mấy cái sao vòng bé bé này.